Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt Thanh Tâm gửi đến quý vị. Bài viết có tựa đề Tư duy ấy là tư duy gì của Facebooker Bùi Toàn, chia sẻ trên trang Facebook Thiên Hà Chuyện vào ngày 10 tháng 8. Từ nguồn Facebook Nguyễn Thị Bích Nga, mời quý vị cùng theo dõi. Tư duy ấy là tư duy gì? Trước, tôi có việc đi sang quận 4, một quận của Sài Gòn mà tôi mù tịch về đường xá vì rất ít có việc đi sang. Biết mình kém trong việc định vị đường xá dù có Google Maps hướng dẫn, tôi tấp vào lề đường thì thấy một bạn chạy GrabBike. Em giúp dẫn đường cho chị đến địa chỉ này. Em định vị trên điện thoại quay sang tôi. 80.000 đồng nha chị. Biết là không rẻ nhưng không muốn trễ hẹn với người lớn tuổi nên tôi gật đầu đồng ý. Em dắt tôi chạy lòng vòng quanh quận nhất trong khi có thể đi đường thẳng. Khu quận nhất thì tôi biết nên chạy qua hai đường là biết mình đang đi lòng vòng. Ừ thì cứ để yên xem sao. Cuối cùng cũng qua được cây cầu để qua quận 4. Rồi từ quận 4 chạy lòng vòng loanh quanh cầu đường ngoắt ngoéo mãi mới tới quận 7 và địa chỉ cần tìm. Trả tiền cho em, tôi cười cười, em ngốc lắm. Em có tư duy rất kỳ. Hồi nãy em nói 80.000 đồng, chị đồng ý nghĩa là chị đã mua kiến thức về đường xá của em với giá 80.000 đồng rồi, thì em dẫn chị đi đường thẳng và nhanh nhất chị vẫn trả em 80.000 đồng, có khi còn tặng thêm, vì khi đi về chị sẽ nhớ đường và gặp nhiều thuận tiện. Đằng này, em lại dẫn chị đi lòng vòng vì sợ chị thấy đường ngắn mà trả 80.000 đồng, thì lòi ra em gạt chị ha. Em làm vậy em tốn thêm tiền xăng và công sức, thời gian của cả em và chị. Lát nữa, chị sẽ không thể nhớ được đường về. Thằng bé cười ngượng, không biết lần sau này nó có học được gì. Tối về chạy theo một anh bạn, đường thẳng và gần, dễ nhớ hơn rất nhiều, chẳng có vọng vo, ngoắc ngoéo chi cả. Hôm sau, lại gặp một ông xe ôm chở hàng, đã ghi địa chỉ và chỉ dẫn thêm rất rõ trong giấy. Thế mà ông vẫn gọi điện, Minh gọi điện, lại gọi điện, léo nhéo, chờ đợi, nói ở điểm A, Minh chạy ra đó ở đúng điểm A, thì không thấy đâu, lại bảo ở B, chạy qua B thì lại bảo A, lăng ngoằng, mất ngày mất việc. Khi gặp được rồi, ông bắt đầu bài ca than thở nào là đường khó, hỏi mãi không ai biết, trong khi dân ở khu vực đó ai cũng biết địa chỉ mà ông cần tìm vì nó quá thân thuộc với người dân địa phương. Lời nói dối của ông xe ôm dễ dàng bị mình phát hiện qua việc loanh quanh về thái độ ánh mắt. Ông đòi thêm tiền xe ngoài giá tiền đã quy định trước, rõ ràng giả vờ lạc, giả vờ loanh quanh chỉ để cố báu thêm của người khác vài chục bạc. Lần này thì mình tức giận hơn hôm trước đó, vì ít ra thằng bé hôm trước nó không lại nhải và còn trẻ con. Con quỷ trong mình muốn nhảy sổ ra đấm cho ông ấy một phát để ổng im mồm. Con người trong mình thì lại muốn trả quách thêm cho ổng vài chục để ổng biến cho nhanh. Sau vài giây đấu tranh, mình chọn con người. Không biết tư duy đó là tư duy gì. Sự thật thà, hùng hậu đâu mất rồi. Xã hội giờ không kể ngành nghề có nhiều người như vậy không? Nguyên nhân là gì? Quan chức lương lẹo, dân cũng lương lẹo để cố kiếm cho mình. Đó là cái vòng tròn đầy sự khắc nghiệt và đau đớn cho dân tộc.